Quá hợp rồi, sao vậy? Khi được tham gia tour cùng cậu. Những ngôi nhà vườn ngoại tôi là người của dòng dõi. Nước uống là chanh matum. Hoa biệt. Chắc anh chưa bao giờ thấy. Và tôi hợp với ý cậu rồi đúng không? Muốn đãi cơm, đừng từ chối. Anh Chan Na Chon sẽ cho chị chọn sẽ ăn tối ở đâu. Sao vậy? Tao hết chịu nổi rồi. Điện thoại của anh. Có ai gặp chuyện gì sao bác? Đàn em cậu Phút. Anh không cần hút thuốc quấn đâu. Anh chắc không quen với nơi hẻo lánh này. Khi trời tối sẽ có muỗi. Ngài, cậu từng nghe chuyện rắn hổ báo thù chứ? Chưa từng. Anh cũng đã có vợ con. Vì vậy anh không có quyền được đòi hỏi tôi. Cậu nên tránh thật xa ngôi nhà này.